Hello cả nhà, hôm nay là ngày 14 tây tháng 10. Rồi trại bò Phong Ba Tri em xin giới thiệu cả nhà bán giao bò siêu và cho khách nha cả nhà. Bò siêu màu đỏ, siêu này siêu màu đỏ em bán về cho khách. Bò này em bán cho khách ở Dọc Trơm nha cả nhà. Đó, lên xe. Thông báo với cái nhà bị cái kênh cái nick mà trại bò Phong Ba Tri mà hôm đó là ví dụ như những cô chú anh chị nào có theo dõi rồi á thì cái nick đó em bị mất rồi cả nhà, người lạ vô xâm nhập cái nick đó đá em ra rồi cả nhà. Nói chung là em không có sở hữu cái nick đó nữa. Ví dụ như em từ đây sau em sẽ sở hữu giao dịch với cái nick này. Cả nhà có thấy cô chú anh chị nào mà có đăng ký rồi thì thấy đăng ký lại giùm em, còn anh cô chú anh chị nào chưa đăng ký thấy nếu thấy hay cho em một like một đăng ký nhé cả nhà. Buồn lắm cả nhà ơi, nói chung mấy cái nick đó khoảng chừng nay 4 năm ngày nay buồn lắm cả nhà. Địa chỉ của trại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha. Cả nhà có nhu cầu á mua bò xin liên hệ nha. Em nhận đặt tất cả số lượng bò đực, bò đủ tất cả là bò bò đực, bò bê, bò thịt, mẹ con, bò chữa này kia nọ hết dân dân cả nha. Cái nít mất này mấy ngày nói chung buồn lắm đó nha. Anh chị em nào mà gần xa có ví dụ như trước giờ có đăng ký của em theo dõi kênh em rồi thì có gì đăng ký lại giùm em ha. Còn anh chị cô chú nào mà chưa có đăng ký nếu thấy hay cho em một like một đăng ký, có động lực làm cả nha. Chứ mấy ngày nay buồn lắm, mất khoảng 4 năm ngày nay. Bây giờ buồn lắm, hổm lại nói chung muốn quay lên cho cả nhà xem lắm nhưng mà mất cái nít rồi, quá là buồn. Giờ bữa nay thôi, giờ đợi hoài cũng không lấy lại được thì mình tạo cái nít khác làm. Ví dụ như anh chị cô chú nào có thương tình có cho em một like một đăng ký có động lực em lại làm lại nha cả nhà. Rồi tới đây em sẽ báo, nói chung là tới đây em sẽ quay nhiều hơn nữa, thường hơn nữa và em báo giá công khai chi tiết cho cả nhà xem, mua chốt tin 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 mạng luôn, tin điện thoại luôn. Nay tại vì nói chung buồn quá em lấy cái mấy cái clip này giao bò hồi sáng nè, thành là em quay em giao hồi trước em không, nói chung cái này bán cho mối khách quen, quay chốt qua Zalo cả nhà. Buồn lắm, mất mấy ngày nay buồn mất cái nít. Nói thiệt, ví dụ như cô chú anh chị nào mà có lọt vô tình trạng mà bị mất cái nít á, mất cái kênh là cô chú anh chị biết buồn dữ dằn. Rồi anh chị có thương tình có gì đăng ký giúp lại mẹ em cho em có động lực em làm video nhiều một xíu đó nha. Rồi mai mốt em sẽ quay bò em báo giá công khai cho cả nhà, chốt tin điện thoại luôn. Trại của em nói chung là ăn mua bán uy tín, chất lượng, số lượng đủ số lượng cho cả nhà. Bán làm sao quay làm sao là bán bò vậy chứ không có mà bán bò bậy bạ cả nha. Đó, giao xe bò này về cho anh khách ở trong Kiên Giang đó cả nhà. Ở Kiên Giang nha. Mấy ngày nay nói chung bán giao cũng có giao, cũng có bán nhưng mà không có quay được, em quay không được thành là em không quay giữa nhà xem được, buồn lắm đó nha. Rồi cô chú anh chị nào có thấy thương tình có nhu cầu mua bò nhớ theo dõi clip và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Mua cũng được mà ví dụ như cô chú anh chị nào không có mua thì theo dõi kênh xem bò tham khảo vô lưu cũng được cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, cô chú rất nhiều. Trời buồn mấy ngày nay sao quá trời giao bò. Nói chung cái kênh của em nó cũng không có gọi là gì lớn lao hết nhưng mà gắn bó đó này cũng nói chung cũng lâu, tạo được cái kênh thì cũng nói chung cũng lâu mà mất cái buồn quá, mất như mất một cái món gì đó không kiếm lại được. Rồi có cái cô chú xem em này em giao 6 con về cho bên khách ở Kiên Giang nha cả nhà. Cô chú xem mà thấy hay cho em một like một đăng ký nha cả nhà. Đăng ký án vô cái nút màu đỏ cái góc phải màn hình á, nó án vô đó mình là không có tốn tiền mất phí gì hết cả nhà. Đó là em có la clip mới là tự động nó báo vô cả nhà nha. Bắn án vô cái nút đó là án vô cái chuông á nha. Đó rồi, trời ơi mấy ngày này không có lên được. Clip nào buồn quá cả nhà ơi.
nay lên clip đầu tiên mới tạo xong rồi chiều chát cả nhà nào có thấy thấy đăng ký lại giùm em nha. Còn cái clip kia ví dụ như mà có ai mà xâm nhập vô mà có đăng bậy bán bò bậy bạ hay gì này kia nọ là em không biết nữa nha, em không có sở hữu cái kênh đó nữa nha. Bây giờ buồn quá cả nhà. Rồi thôi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip nha. Ngày mai em sẽ quay bò em báo giá công khai trực tiếp cho cả nhà xem là có gì chốt nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà.